Trong video này thì chúng ta sẽ học về một số hình dạng và một số góc. Có thể các bạn đã nghe được khái niệm này ở đâu đó rồi. Câu hỏi đầu tiên chính là góc là gì nhỉ? Mình sẽ vẽ một hình ra đây để các bạn có thể hình dung được nhé. Ví dụ như ở đây mình có một hình tam giác. Và các bạn cũng biết rồi, hình tam giác là hình có 3 cạnh. 1, 2, 3. Hình này có 3 cạnh. Và nó cũng có 3 góc luôn. Mình sẽ vẽ góc ở đây nhé. Với một hình tam giác như thế này thì các bạn có thể nhìn thấy góc là nơi mà hai cạnh giao nhau. Ví dụ như đây là một góc này. Vì hai cạnh giao nhau ở đó nên có thể gọi đây là một góc. Đây cũng là một góc nữa. Đây cũng là một góc nữa. Hình tam giác này không chỉ có 3 cạnh mà nó còn có 3 góc. Vậy nên với các hình khác thì sẽ sao nhỉ? Ví dụ như mình có một hình chữ nhật. Hình chữ nhật này sẽ có bao nhiêu góc? Các bạn hãy tạm dừng video và thử suy nghĩ xem nhé. Chúng ta có thể thấy các góc ở đây. Đây là một góc. Đây là một góc nữa. Đây là một góc nữa. Và đây là một góc nữa. Vậy là tổng cộng có 4 góc. Hình chữ nhật không chỉ có 4 cạnh mà nó còn có 4 góc. Vậy giờ ví dụ như mình có một hình có 4 cạnh khác. Ví dụ như hình tứ giác chẳng hạn. Mình sẽ vẽ một hình tứ giác nhé. Tứ giác là một hình có 4 cạnh. Ví dụ như đây là một hình tứ giác này. Hình tứ giác này trông sẽ hơi khác so với hình chữ nhật. Hình này được gọi là hình thang nhé. 1, 2, 3, 4, nó có tổng cộng là 4 cạnh. Vậy thì nó có bao nhiêu góc? Với một hình thang như thế này thì mình cũng có thể đếm. Số góc của nó sẽ là 1, 2, 3 và 4. Hình thang này có 4 góc. Cũng giống như hình chữ nhật, hình này có 4 cạnh và cũng có 4 góc. Bây giờ mình có một câu hỏi cho các bạn. Ví dụ như mình yêu cầu các bạn vẽ ra một hình có 5 góc. Nếu các bạn có bút chì và giấy thì hãy thử vẽ ra một hình có 5 góc xem sao nhé. Hình có 5 góc. Và sau đó các bạn hãy thử đoán tên của hình đó nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau vẽ này. 1, 2. Đây là góc thứ 3 này. Đây là góc thứ 4. Và khi mình nối thì mình sẽ được góc thứ 5. Các bạn có thể thấy ở đây có 1, 2, 3, 4, 5 góc. 5 góc tất cả. Và mình cũng có 1, 2, 3, 4, 5, 5 cạnh. Vậy nên tên của một hình có 5 cạnh sẽ là gì nhỉ? Ta sẽ gọi nó là một hình ngũ giác. Đây chính là một hình ngũ giác. Hình ngũ giác có 5 cạnh và 5 góc. Bây giờ thì chúng ta sẽ thử tưởng tượng một hình có 6 góc. Nó sẽ là hình gì nhỉ? Mình sẽ không vẽ nó ra ở đây. Và các bạn có thể vẽ ra nếu các bạn thích. Một hình có 6 góc sẽ được gọi là một hình lục giác. Hình lục giác có 6 góc và 6 cạnh.